Kính chào quý vị đến với chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Phiên. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề chủ đề APEC 2017 và cuộc viếng thăm của Tổng thống Trump đối với Việt Nam. Chủ đề nhỏ hôm nay chúng ta bàn về TPP 11, tức là TPP 11. Được biết là TPP là một hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, trước đây gồm có 12 nước. Nhưng từ khi năm ngoái, ông Tổng thống Trump đã quyết định rút nước Mỹ khỏi nhóm TPP, thì hiện nay chỉ còn 11 thành viên, 4 thành viên sáng lập và 4 và các thành viên còn lại thì là những hội viên. TPP là một hiệp định về thương mại thuộc loại lớn trên thế giới. Trong đó chúng ta biết đã qua nhiều vòng thương thảo, bắt đầu từ năm 2008, từ Singapore, từ Brunei, từ New Zealand, và năm 2009 thì nước Mỹ do ông Tổng thống Obama mới bắt đầu nhảy vào cái hiệp ước TPP và những vòng đàm phán sau đó. Thì nối tiếp nhiều năm, trên hai mươi mấy lần thương thảo qua lại giữa các nước, thì TPP gần được hoàn tất. Và vòng cuối cùng theo chúng tôi được biết là vừa hoàn tất ở tại Nhật trước khi chuyến viếng thăm của ông Trump tới Nhật Bản. Cái TPP thì nó có nhiều vấn đề trong đó. Một cái mục tiêu quan trọng cho các thành viên hay hội viên trong TPP là cố gắng giảm cái thuế quan về zero trên các mặt hàng, gọi là thương mại thuế quan giảm dần đi đến zero, tức là con số 0, tức là miễn thuế cho các nước thành viên. Vấn đề này nó gây ra sự tranh cãi rất nhiều năm, là vì có nhiều nước họ không muốn giảm thuế trên một số mặt hàng, vì đó là những cái mặt hàng chủ lực, họ có thể đánh thuế để kiếm tiền cho chính phủ của họ, không thể giảm thuế một cách đơn giản như vậy. Rồi hai vấn đề nổi lên là vấn đề về lao động, vấn đề về môi trường, vấn đề về luật pháp. Vấn đề về lao động thì một số nước họ không muốn áp đặt về vấn đề lao động, trong đó là có cái tiền lương tối thiểu, tức là nâng cái giá của người công nhân lên phải có một cái tiền lương tối thiểu. Hay là nghiêm cấm cái vấn đề gọi là tịch thu visa của những người công nhân nước ngoài khi tới một đất nước nào đó trong khối TPP, giống như là chúng ta bắt con tin về công nhân nước khác tới thì chúng ta tịch thu visa, tới khi nào làm xong thì chúng ta mới trả visa, thì cái đó là nghiêm cấm trong cái khối TPP. Vấn đề đồng lương tối thiểu nó gây ra tăng giá thành của sản phẩm, ví dụ như nước đó nó bóc lột công nhân, nó chỉ muốn trả có 20 xu Mỹ một giờ chẳng hạn, bây giờ TPP nói là anh không được bóc lột như vậy, anh phải trả ít nhất là 50 xu. Cái lý do mà họ muốn nâng cái đồng lương tối thiểu cho người công nhân á, là vì họ muốn win-win situation, tức là hai bên cùng có lợi. Tức là nhà tư bản đem sản phẩm, đem bản vẽ, đem thiết kế thì người công nhân làm việc, thì cái sinh ra lời, bán sinh ra lời, thì cái lời đó là chia, gần như là chia đôi, nhà tư bản hay công ty lớn thì được phần lời lớn và công nhân thì được phần lời, và cái phần lời này nó làm cho người công nhân phải thỏa mãn, phải gọi là đủ sống. Còn nếu mà anh bóc lột quá, tức là anh không cho người ta có cái đồng lương tối thiểu, anh bóc lột anh trả rẻ mạt, thì đương nhiên là trong cái lúc tình trạng yếu kém, đói kém thì người công nhân chấp nhận họ làm cái đồng lương rẻ mạt. Nhưng mà khi có cơ hội đó, thì họ sẽ nhảy 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 ra khỏi, thì cái hãng đó nó sẽ bị sụp, là tại vì nó đang thực hiện hợp đồng lớn cho những công ty lớn, bây giờ công nhân nó bỏ đi hết, nó không có hài lòng với cái đồng lương đó, cho nên là những cái nhà tư bản lớn họ muốn là làm ăn lâu dài, cho nên là họ không có muốn là lấy hết tất cả những cái lợi nhuận, cho nên họ muốn chia lại cho công nhân, và họ muốn cho cái người công nhân họ có bảo hiểm về nhân thọ nè, bảo hiểm về sức khỏe, bảo hiểm về tai nạn chẳng hạn, như vậy nó nhiều vấn đề để mà nó nâng cao cái đời sống của cái người công nhân lên.
thì cái đó là gọi là win-win situation, tức là hai bên cùng có lợi. Thì một số nước họ họ sợ, họ họ nghĩ là nếu mà nâng lên quá thì những cái công nhân mà làm cho nước ngoài thì lương cao, mà công nhân làm cho nội nội địa đó thì lương thấp, nó đâm ra nó có sự xào xáo, nó cứ xung đột. Cho nên vấn đề đó cũng là một vấn đề lớn trong TPP. Rồi vấn đề về môi trường, làm thì không được ảnh hưởng môi trường xung quanh, môi trường về nước, về không khí, về khí thải, khí độc hại, rồi thì nó cũng được được bàn thảo trong TPP. Một cái vấn đề mà gây tranh cãi rất nhiều là vấn đề công đoàn độc lập. Công đoàn độc lập tức là cái công nhân họ được quyền lập ra những cái công đoàn độc lập, hoàn toàn tách rời khỏi chính quyền. Họ toàn quyền họ quyết định, họ toàn quyền họ điều đình với giới chủ, họ toàn quyền hết. Cho nên là tạo ra là những cái công đoàn độc lập. Thì trong đó Việt Nam bác bỏ cái vấn đề công đoàn độc lập đó. Chính tôi là cái người nói chuyện với ông cựu đại sứ David Shear nhiều năm về trước, và những cái phái đoàn về vấn đề thương thảo TPP tại Quốc hội Hoa Kỳ. Vì cái công việc của tôi thì có liên quan rất nhiều đến một phần liên quan đến Quốc hội Hoa Kỳ, là tôi phải tới Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, tôi phải đi sưu tầm tài liệu, tham khảo tài liệu rất nhiều ở đó. Thì ra là sẵn dịp ở ngay chỗ Quốc hội Hoa Kỳ thì có thể gặp gỡ những cái vị dân cử, dân biểu, hay là những cái vị chức sắc của Bộ Thương mại, họ làm việc trên vấn đề thương ước, hiệp định, những cái song ước. Thì tôi cũng có dịp đi qua giống như là Ways and Means, tức là Ủy ban Thuế vụ của Quốc hội, họ có những cái tài liệu để mà họ khi đi ra nước ngoài họ điều đình, họ hay là họ cung cấp cho những cái phái đoàn để mà thương thảo giữa nước này với nước kia. Thì theo tôi biết và theo cũng ông đại sứ David Shear kể lại thì dường như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ không thích thú cái vấn đề và công đoàn độc lập, không thích thú. Theo tôi thì cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà một số người ở Mỹ này thì họ không hiểu được, và họ không hiểu là mình muốn hiểu thì mình phải hiểu về vấn đề lịch sử, và lịch sử ở đây là lịch sử ở bên Đông Âu, những cái công đoàn đoàn kết, những công đoàn độc lập đó, nó ở Ba Lan chẳng hạn như vậy đó. Từ những cái công đoàn nó trở thành những cái phong trào chống đối chính quyền, và từ những cái phong trào chống đối chính quyền nó lan rộng ra và nó trở thành lật đổ chính quyền. Đó là cái sự thật xảy ra ở bên Ba Lan tiếp khắc chẳng hạn như vậy đó. Thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ không muốn như vậy. Nó nói thẳng ra là nó hơi nguy hiểm, nó vấn đề mà cái khối công nhân tự nhiên không còn nghe nhà nước nữa. Cho nên là cái vấn đề đó nó trì hoãn nhiều năm lắm, nó trì hoãn nhiều năm. Và rồi một cái vấn đề kế tiếp nữa là vấn đề về pháp lý và pháp luật. Vấn đề chẳng hạn như là tác quyền, tôn trọng tác quyền, sở hữu trí tuệ, là phải có những cái tòa án lập ra để xử những cái vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Chẳng hạn như công ty nước ngoài họ đem những cái kỹ thuật mới về Việt Nam rồi họ bị ăn cắp chẳng hạn như vậy thì sao? Cơ quan nào xử, cơ quan thi hành án nào sẽ xử hoặc là thi hành án? Cái vấn đề nó cũng tranh cãi nhiều lắm, tranh cãi nhiều lắm. Luật pháp của Việt Nam thì nó chưa rõ về vấn đề sở hữu trí tuệ, rồi cái vấn đề thi hành án nữa, nó như thế nào. Thì trong cái TPP á, họ muốn thành lập những cái tòa án đặc biệt chuyên xử về sở hữu trí tuệ để mà xử những cái vụ tranh chấp giữa công ty với công ty, công ty với nhà nước, nhà nước với nhà nước. Thì trong đó nó có hai cái vấn đề gọi là thiệt hại thực tế và thiệt hại về mặc định, nó rất là nặng. Cho nên là cũng chưa đồng ý nhau. Ví dụ như thiệt hại về thực tế chẳng hạn như là giữa công ty này công ty kia gây thiệt hại nhau khoảng 5 triệu đô la, nhưng mà tòa nó sẽ xử là 5 triệu đô la là thiệt hại thực tế, nhưng mà thiệt hại mặc định tức là statutory damages, tức là theo luật thì anh phải bồi thường thêm 10 triệu đô la nữa, tức là 15 triệu đô la. Thành ra là cái vấn đề đó giống như là nó trừng trị thêm, thay vì anh chỉ bồi thường 5 triệu đô la thì bây giờ anh phải bồi thường thêm 10 triệu đô la nữa về cái tội là anh đã vi phạm cái luật
của chúng tôi để ngăn ngừa trong tương lai anh không có tái phạm, anh không có tiếp tục làm những cái chuyện như vậy. Thì cái đó là một cái vấn đề lớn về về pháp lý. Việt Nam thì cũng chưa hiểu hết những cái vấn đề đó. Chẳng hạn như tôi chỉ gây thiệt hại cho anh có 5 triệu thôi, tự nhiên bây giờ anh phạt cho tôi thêm 10 triệu, tức là tôi phải trả anh tới 15 triệu đô la chẳng hạn như vậy. Thì nghe nó vô lý lắm, nghe nó vô lý, nhưng mà nếu mình hiểu thấu đáo thì nó cũng là một vấn đề dễ hiểu, tức là người ta muốn ngăn ngừa, người ta muốn phạt thêm, trừng trị đó, trừng trị thêm những cái chuyện đó không muốn xảy ra trong tương lai về vấn đề bản quyền, tranh chấp bản quyền, sở hữu trí tuệ bị ăn cắp như thế nào thế nào. Nó là một vấn đề lớn, cho nên là gây ra sự tranh cãi của nhiều nước lắm, chứ không phải Việt Nam, Mỹ đâu, mà nó giữa Nhật, Mỹ rồi các nước khác. Cho nên đó là lý do mà tại sao cả hai đời, cả hai nhiệm kỳ của ông Tổng thống Obama mà vẫn chưa giải quyết xong những cái vấn đề đó. Thì hy vọng là trong cái cuộc hội đàm, hội thảo APEC 2017 thì vấn đề TPP sẽ được bàn sát thêm, xác thực thêm, đưa tới những cái quyết định nó hồ hởi phấn khởi hơn, nó sẽ tạo ra một cái tiền đề. Tại vì năm 2018 đó là cái hiệp ước TPP nó bắt đầu nó được thực hiện, mà nó thực hiện như thế nào thì chúng ta cũng phải biết, là các phái đoàn các nước nó phải họp để mà làm giảm thiểu những cái sự gây gắt, làm giảm thiểu những cái sự gây gắt để thực hiện cái tầm nhìn mới trong cái cuộc thương mại toàn cầu mới. Một cái tin là phái đoàn Mỹ họ không muốn trở lại TPP, họ không muốn bàn thảo lại, họ dứt khoát là họ chỉ bàn thảo song phương từng nước với nhau, họ không muốn vô cái hội đồng của TPP. Đó là lời của ông đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer. Thì chúng ta cũng không hy vọng nhiều về ông Mỹ trong cái APEC 2017 này. Chúng ta sẽ mở rộng vòng tay bàn thảo tất cả những mọi vấn đề với mọi đối tác, không cần Mỹ hay là có Mỹ hay không Mỹ gì. Chúng tôi nghĩ là Việt Nam cũng phải tiến lên thôi, chứ nó không phải là hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế Mỹ hay là như thế nào hết. Tại Việt Nam bây giờ là chính sách là bạn với mọi nước trên thế giới, cho nên là chúng ta sẽ làm ăn kinh tế với tất cả các đối tác trên thế giới, không riêng gì Mỹ. Có Mỹ cũng tốt, mà ông Mỹ chưa có những cái hiệp định song phương cũng ok, không sao. Chúng tôi sẽ nghiên cứu những cái đòi hỏi của bên phía bên Hoa Kỳ và bên phía bên Việt Nam có thể đáp ứng gì trên phương diện nào đó, trên mặt hàng nào đó, trên cái khoản nào đó, để đưa tới một cái sự đồng thuận. Và chắc chắn là cái sự đồng thuận đó cũng sẽ tốt đẹp cho hai nước. Chương trình tạm chấm dứt nơi đây và hẹn quý vị trong kỳ tới.